gia tăng người trẻ mắc bệnh Parkinson. Mưu sinh trên đồng mùa nước nổi. Ăn trứng cá nóc, một ngư dân ở Kiên Giang tử vong. Điều tra nghi án cướp cổ tài xế taxi ở cửa khẩu Kim Thành. Phút đời thường hôm nay, những người nặng lòng giữ hồn nhạc cụ dân tộc. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay, thứ ba ngày 22 tháng 8 năm 2023. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Kim Hưng của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Kích Sài Gòn hay về nghiên cứu sắp xuất hiện Wellness Resort hàng đầu Việt Nam tại Hồ Tràm, nơi hệ thống tiện ích Wellness được nâng lên một tầm cao mới, đón đầu xu hướng Wellness Investment, đầu tư 20% chỉ 600 triệu đến khi nhận nhà. Best Western Premier Tram Resort Hồ Tràm, về với ngôi nhà Wellness của riêng mình. Thống kê chưa đầy đủ, hiện trên thế giới có khoảng 6,5 triệu người mắc bệnh Parkinson. Bệnh thường xảy ra ở nam nhiều hơn so với nữ. Bệnh khởi phát lúc 60 tuổi và thường có dấu hiệu sớm ở 50 tuổi. Theo chuyên gia, hiện số người trẻ trên 35 tuổi có dấu hiệu sớm của bệnh Parkinson chiếm gần 10%. Bệnh Parkinson không phải gây nguy hiểm đến tính mạng ngay tức thì, nhưng nó làm trở ngại lớn cho công việc và sinh hoạt hàng ngày của người bệnh. Ở giai đoạn sớm, các triệu chứng của bệnh Parkinson hay gặp có thể là mệt mỏi, đau cơ, vụng về khi thực hiện các động tác đơn giản, rối loạn chữ viết, táo bón. Cũng có khi có triệu chứng sớm là run khi nghỉ không liên tục, kín đáo. Bệnh Parkinson thì thường là bị ở mọi lứa tuổi. Thông thường thì xưa giờ sách vở người ta vẫn ghi là bệnh nhân mà lớn tuổi thì dễ bị nhiều hơn. Nhưng mà thực tế là bệnh Parkinson có thể bị ở mọi lứa tuổi. Đây là một cái bệnh lý thoái hóa, nó ảnh hưởng đến cái hệ thần kinh. Nên cái tế bào não, nên cái tế bào não không có sinh ra một cái chất là chất dopamine, nên thường thường nó dẫn tới bệnh nhân là biểu hiện là bệnh nhân run, rồi bệnh nhân cứng đờ và giảm vận động. Một trong những nguyên nhân làm gia tăng người trẻ mắc bệnh Parkinson có thể kể đến là sự ảnh hưởng của phát triển kinh tế, đặc biệt tình trạng công nghiệp hóa như sử dụng thuốc trừ sâu, hóa chất màu vẽ, các kim loại nặng trong nước uống hoặc trong các chất dùng hàng ngày. Theo bác sĩ Bùi Châu Tuệ, bệnh Parkinson tăng theo thời gian, nếu không được kiểm soát tốt bằng thuốc cũng như vận động sẽ gây nên tình trạng tàn phế rất nặng nề đối với bệnh nhân. Cái bệnh Parkinson nó là một cái bệnh lý mãn tính, mình không có chữa dứt điểm hẳn mà mình phải uống thuốc hỗ trợ việc điều trị này là suốt đời. Nếu mà mình không có điều trị thì những bệnh nhân sẽ biểu hiện run, cứng đờ, là dẫn tới gần như là tàn phế, không thể lao động. Rồi thứ hai là nếu mà bệnh nhân mà điều trị không đúng chuyên khoa thì có thể những cái điều trị sai lầm. Do đó bệnh nhân cần phải nên đi khám các cái tuyến chuyên khoa về nội thần kinh. Bệnh Parkinson khởi phát sớm làm ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày cũng như kế hoạch dài hạn của bệnh nhân là điều khó tránh khỏi. Do đó bệnh nhân cần nhận biết sớm các dấu hiệu bệnh Parkinson để kịp thời lựa chọn phương pháp xử lý phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng cuộc sống. Nếu người bệnh không được điều trị đúng đắn và kịp thời, sau 5 đến 7 năm sẽ có nguy cơ bị tàn phế. Xin chuyển sang thông tin khác. Từng một lần bị sập vào nhiều năm trước, cầu Suối Nhung những ngày qua lại tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng, khiến hàng trăm hộ dân không khỏi nơm nớp lo sợ mỗi khi lưu thông qua cây cầu này. Ngày 21 tháng 8, chính quyền địa phương xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước phối hợp với các đơn vị liên quan đã tiến hành cắm biển cảnh báo, khuyến cáo người dân hạn chế trọng tải, đặc biệt là xe chở củi, chở vật liệu xây dựng lưu thông qua cầu Suối Nhung để đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Trước đó, những ngày qua, những trận mưa kéo dài đã khiến hai bờ cầu Suối Nhung, ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi bị sạt lở nghiêm trọng. Người dân mình bây giờ đi ngang thì tất nhiên là nhìn thấy bây giờ đó, nhìn thấy như vậy là không an toàn rồi. Nhất là những cái xe tải lớn nó đi qua là bắt đầu nó bập bùng, nó nhúng, nó nhịp. Nó rất thực tế ở đó, đó là cái tấm kia nó đã lún sâu xuống rồi. Bây giờ cái mố cầu bên kia thì ăn, mố cầu bên đây là không ăn tí nào. Cho nên là giờ người dân đi qua cũng là rất là nguy hiểm. Thứ nhất là sợ, thứ hai là phàn nàn cái này cái kia, lỡ mưa gió này kia, nước lũ nó dâng lên, nước nó có khi nó lên cả cái cầu này luôn mà. Có khi mình người lớn mình có khi mình trẻ sợ tuổi học sinh này kia về lỡ mưa phát một nước nó tràn vô học sinh là có khi rầy rò là chết ai chịu. Tôi cũng đã và đang có cái báo cáo gửi cho Ủy ban Nhân dân huyện báo cáo gấp để có cái hướng xử lý trong thời gian tới. Mặt khác thì để đảm bảo cái
cái tình huống đi qua lại và đảm bảo các cái khâu rủi ro và độ an toàn của cầu, thì chúng tôi cũng đã cho các cái lực lượng cảnh báo và hai là làm các cái biển báo để hạn chế qua lại và trong là cả hạn chế trọng tải, đảm bảo cái độ an toàn giao thông khi qua lại các cây cầu này. Được biết, cầu Suối Nhung có kết cấu bằng thép, được xây dựng từ năm 2005, tải trọng khoảng 8 tấn. Hàng ngày có hàng ngàn lượt người qua lại cầu. Điều đáng nói là cây cầu này cũng đã từng xảy ra sự cố sập cầu vào đầu tháng 2 năm 2008 do một xe tải chở 25 tấn gỗ khiến cầu quá tải. Thưa quý vị, tại vùng đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp, khi con nước nổi tràn đồng cũng là lúc người dân nơi đây tất bật mưu sinh, mang về những tay lưới đầy cá. Trên cánh đồng nước mênh mông của xã biên giới Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, người dân tất bật xuồng lưới mưu sinh theo con nước. Nếu mùa khô thì cũng làm ruộng, làm này kia, cũng xả lưới ở dưới sông. Rồi tới mùa nước này thì mình lên trên đồng mình giăng cá chạch. Cũng kiếm cá chạch thì cũng sống, thì bữa thì cũng nếu hên thì được 1-2 kg thì cũng được vài 300 ngàn xài. Bữa nay không biết vì sao mà nó hên, nó trúng được cái bài cá chốt này, nó ngay dính nhiều hơn coi như là một khi buổi dưới kia thì ngay không có cá ít tỉnh gì đó, nhưng mà bữa nay là ở đây lên đây là sao mà nó dính được cái bài cá này, nó nhiều. Nếu nước nhiều thì bà con mình nó ngay đỡ, là có một cái nước nhiều cá nó về nhiều, người ta chặt cái này cái kia rồi nó lớn nhanh hơn, cho nên bà con người ta mau sinh, người ta sống rồi nó cũng đỡ, mình cũng vậy, nếu người ta được thì mình cũng được. Bơi xuồng lênh đênh trên cánh đồng nước cũng là niềm vui của ông và bà con nơi đây. Những tay lưới đầy ắp cá đồng là một khởi đầu thuận lợi của bà con vùng đầu nguồn trong mùa nước nổi năm nay, vừa giúp cải thiện bữa cơm gia đình, vừa tăng thu nhập. Tiếp tục chương trình là thông tin ba ngư dân làm nghề lưới mực ở Kiên Giang sau khi ăn trứng cá nóc nấu canh chua đã bị ngộ độc. Một ngư dân đã tử vong trước khi đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cấp cứu. Hai bệnh nhân trên vào bệnh viện trong tình trạng tê môi lưỡi, tê tay chân, đau đầu, người mệt mỏi. Qua khai thác tiểu sử bệnh nhân và kèm theo các dấu hiệu trên, bác sĩ chẩn đoán bị ngộ độc cá nóc. Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Trọng Tâm, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cho biết, sức khỏe của bệnh nhân Lĩnh và Bình hiện đã ổn định, phục hồi tốt. Bác sĩ ở bệnh viện cũng đang tích cực theo dõi điều trị cho bệnh nhân trên. Vừa qua, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt nhóm các bị cáo cùng trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, gồm Lê Văn Hiền, 34 tuổi, 13 năm tù về tội giết người và cố ý làm hư hỏng tài sản, Nguyễn Văn Quang, 33 tuổi, 6 năm, 6 tháng tù, Phạm Minh Tú, 26 tuổi và Đồng Viết Mạnh, 25 tuổi, cùng 6 năm tù về tội giết người và Nguyễn Robin, 32 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi, 9 tháng tù treo, tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Trường tổ chức tiệc sinh nhật cùng nhóm bạn, trong đó có Bin, Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Tấn Huy. Tại quán lúc này có nhóm của Lê Văn Hiền, Phạm Minh Tú, Đồng Viết Mạnh. Khi nhóm Hiền tính tiền để về thì xảy ra gây gổ đánh nhau với một người trong nhóm của Trường. Nhóm Hiền bỏ chạy và gọi điện cho Đông, không rõ lai lịch, rủ Quang đi trả thù. Trở lại quán nhậu, Hiền và Đông cầm hai con dao xông vào chém nhiều nhát vào vùng đầu của Bin, Toản, Huy gây thương tích. Còn Quang vác ghế ném nhưng bị đối thủ chống trả nên nhóm Hiền phải bỏ chạy. Sau đó, Bin, Toản, Huy được đưa đến bệnh viện tâm trí cấp cứu. Khi biết nhóm này đang ở bệnh viện, Hiền gọi thêm người để tiếp tục đi đánh. Lúc này trước cổng viện có anh Trần Anh Phú, chú Đà Nẵng đang ngồi trên xe nói chuyện với bạn. Nghĩ là nhóm đối thủ nên Hiền xông đến đánh, khiến hai anh này tháo chạy. Nhóm Hiền dùng dao chút giận lên xe của anh Phú, làm xe hư hỏng nặng. Một lãnh đạo công an thành phố Lào Cai cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ những nghi vấn liên quan đến việc một tài xế taxi bị cứa cổ, cướp tài sản ở khu vực cửa khẩu Kim Thành. Vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội do camera hành trình ghi lại. Vụ việc xảy ra khoảng 0 giờ ngày 21 tháng 8. Lúc này trên xe có hai người đang vật lộn, trong đó một người liên tục hô cướp. Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết thêm, bệnh viện tiếp nhận cấp cứu một bệnh nhân là tài xế taxi bị thương ở vùng cổ do bị hành khách dùng dao cắt gây mất nhiều máu do tổn thương ở má, cằm, cổ. Sau khi khâu vết thương, cầm máu, sức khỏe bệnh nhân đã tạm ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.
Thưa quý vị, những âm thanh đặc sắc của cồng chiêng và các loại nhạc cụ là thứ không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Ê Đê. Trước thực trạng hiện nay, ở nhiều buôn làng tại Đắk Lắk không còn nhiều người biết chơi nhạc cụ truyền thống. Nhiều người Ê Đê luôn trăn trở về việc giữ gìn, bảo tồn âm vang nhạc cụ dân tộc mình. Sinh ra và lớn lên tại buôn làng, từ 15 tuổi, già làng Y Hơ Ê Ban trú tại buôn Kinh Y 4, xã Ea Ba, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, đã chế tác và sử dụng thành thạo các nhạc cụ dân tộc bằng tre nứa như đàn tơ rưng, đinh năm, đinh túc. Đến nay, dù đã 76 tuổi, ông vẫn luôn say mê với âm nhạc và trăn trở tìm người kế thừa. Người mê nhạc cụ là ít lắm. Thanh thiếu niên cũng vậy. Lúc đó bác tập trung là lên cái danh sách từ cái nhà trường tiểu học Ma Trăng Lơn đưa đi học đánh cồng chiêng, mũ xoang dân gian, thổi ken đinh năm, đinh tút và đàn bờ rú, đàn gong. Như tôi này, tôi là nhắm mắt suy tay này, chắc là cái nhạc cụ này không ai biết đến nữa. Tôi sự mong muốn của bên cấp trên là phải quan tâm. Còn với nghệ nhân Y Nguyên Buôn Giá, âm vang cồng chiêng hào hùng gắn với ông từ nhỏ. Biết đánh chiêng từ những năm 14 tuổi, nghệ nhân Y Nguyên luôn lo lắng về việc mai một bản sắc văn hóa. Nhiều năm nay, ông vẫn miệt mài tham gia truyền dạy những bài chiêng cho hàng trăm học viên. Mình là đang dạy mà mình cũng phải dân dò là coi như khi nào là coi như con cháu về địa phương là tiếp tục là phải giảng dạy là coi như có cái thanh thiếu niên sau này là tiếp tục phải học hỏi, phải học để coi như đứng để là coi như lưu trữ là bản sắc dân tộc Tây Nguyên. Trước đây em chưa biết được biết đến các nhạc cụ cồng chiêng của Tây Nguyên mình, nhưng mà bây giờ thông qua lớp học này thì em cảm thấy đó là một cơ hội, cũng như là em được biết đến những nhạc cụ của dân tộc mình thì đó là rất là hạnh phúc, và cảm thấy hơn nữa là vui mừng hơn nữa là khi em có thể học cùng các nghệ nhân ở đây, cũng như là cùng các bạn học viên khác, thì qua đó chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau, cũng như là học hỏi các nghệ nhân để cồng chiêng Tây Nguyên chúng ta có thể phát triển sâu rộng hơn ạ. Cùng với việc chế tác, truyền dạy nhạc cụ, nhiều người đồng bào Ê Đê còn cùng nhau thành lập các câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa, văn nghệ. Đây là câu lạc bộ âm nhạc của Buôn Cờ Đun, xã Trư Ê Bua, thành phố Buôn Ma Thuột. Đều đặn hàng tuần, bà con lại cùng nhau về nhà cộng đồng, cùng tập thổi đinh năm, đinh túc, hát ây rây. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc Nhìn Trưa Nay vào 11:30 mỗi ngày trên hạ tầng Báo Tuổi Trẻ. Mọi đóng góp cũng như thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvo@tuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình Báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Tram Group. Xin được kính chào và hẹn gặp lại.